Xong rồi sao biết không? Vài bữa sau là thấy mua cái áo bông bông hoa hoa mặc liền. Xong rồi dắt nhau ra Đà Nẵng chơi. Thì lúc đó mới kêu tao là giờ muốn lấy tao. Xong rồi muốn tao sinh cho đứa con. Mà lúc đó máu nghề tao đang nghĩ lại, tao cũng đang phân vân là tao không biết có đem lại hạnh phúc cho người ta hay không. Tao không biết, tao không biết là tao có đem lại mình hạnh phúc cho người ta không. Tao không biết, tao mới nói lời chia tay. Là kiểu tao đuổi đi đó. Tại tao không biết là cái mối quan hệ kia là đã gọi là rõ ràng chưa. Tao sợ tao làm tít đầy lắm bay. Cuộc đời tao sợ tao làm tít đầy lắm. Là tao đã chia tay. Thì tao chia tay xong rồi về cũng xong lúc đó là quay lại quay mùa 2. Quay mùa 2 bảy nụ á, là quay 2 mùa. Thì mùa 1 quay xong rồi xong rồi lúc đó tao chia tay rồi, xong gặp nhau lại mùa 2. Thì gặp mặt nhau ở mùa 2 á, để ý đi, nguyên cái mùa 2 tao diễn rất là đơ, diễn rất là sượng chân luôn. Xong rồi cũng vẫn còn muốn níu kéo tao, vẫn còn muốn níu kéo tao. Nhưng mà lúc đó tao đang cảm thấy là phân vân, vì tao sợ là nhiều người ở trong nghề nói là chia tay rồi, nhưng tao thì không biết đã chia tay chưa. Tao cũng rén, tao cũng sợ mang tiếng tuyết đầy. Xong cuối cùng người ta thấy trái tim tao cũng bị siêu lòng lần nữa đó. Xong rồi tao còn nhớ hoài là ngay cái ngày sinh nhật của tao là ngày 15 tháng 1. Là còn qua nhà, qua cái nhà hàng của tao ăn sinh nhật của tao, mặc cái áo bông, mặc cái ngày 19 tháng 1 là đi lên cầu hôn đó bạn. Cái áo bông mà qua ăn sinh nhật tao ngày 15 tháng 1 á, thì cái ngày cầu hôn là cũng mặc đúng cái áo bông đó. Mà cái áo bông đó mua là lúc nào đi với tao cũng mặc hết trơn á đó. Lúc nào đi với tao cũng mặc cái áo bông đó hết trơn á. Qua ăn sinh nhật tao là mặc cái áo bông đó. Xong cái ngày lên cầu hôn cũng mặc cái áo bông đó. Xong nói là mấy con bánh bèo hãy né ra. Trong khi ngày 15 tháng 1 vẫn còn qua ôm hôn tao, ôm hôn tao, chúc mừng sinh nhật tao, ok. Tao mới kiểu bật ngửa. Tao bật ngửa bị tao không hiểu chuyện gì xảy ra. Xong tao cũng ráng, tao quay cho hết cái mùa, bảy nụ đó. Tại vì tao chuyên nghiệp, tao phải ráng tao làm cho hết. Sau ngày hôm đó hình như tao kể có một cái gì đó nó bị lệch múi giờ rồi. Trước khi mà qua ăn sinh nhật cho với tao á, tổ chức sinh nhật, không có tổ chức mà là qua ăn sinh nhật cho tao á, qua tặng bánh kem cho tao á, là quay xong bảy nụ rồi. Thì khoan, để tao đúng rồi, là xong rồi. Thì khi mà cái buổi tiệc ốp đoàn á, thì mới kéo nhau ra ăn. Xong ổng mới dặn tao là thôi bây giờ em về trước đi, chút nữa anh về. Thì tao mới hỏi, tao đợi tới 4 giờ sáng tao không thấy đâu. Xong tới 6 giờ sáng, 7 giờ sáng tao mới nhận được tin nhắn. Anh thấy mình không, anh không thể mang lại hạnh phúc cho em đâu. Anh thấy em xứng đáng với người khác tốt. Anh thấy em xứng đáng với người khác hơn. Anh không tốt như em nghĩ đâu. Xong rồi là mất tích. Mất tích một thời gian. Thì đúng cái ngày 15 tháng 1 là ngày sinh nhật tao. Có qua chúc mừng sinh nhật tao, cũng mặc cái áo bông đó. Rồi xong mà ngày 19 tháng 1 là lên cầu hôn, cũng mặc cái áo bông đó. Cầu hôn. Hiểu không? Xong mà lúc đó là tao cảm thấy là cái cú sốc này tao không thể nào vượt qua được rồi. Tao thấy là tao quá chán đời rồi, tao cảm thấy cái cú sốc này tao không thể vượt qua. Nên là tao mà đi với tao lúc nào cũng nói đi với em anh cảm thấy nói chuyện với mấy người không đồng cùng đẳng cấp, cảm thấy không muốn nói chuyện. Rồi gì nữa? Nhiều lắm, là nhiều lắm. Nên là tao cảm thấy là không ổn rồi. Nên tao mới bắt đầu phân vân. Chứ là mở miệng nói với tao là anh muốn có con, tự nhiên giờ này anh thấy em bé anh thích quá, anh muốn có con, anh muốn có vợ, anh muốn cưới em, bla bla bla. Tao là anh Bình. Mà tao sợ tao là tiếp đầy. Lúc đó tao rất sợ tao là tiếp đầy. Thì khi mà lên đó cầu hôn rồi tao mới bật ngửa ra là ủa cuối cùng tao có phải tiếp đầy hay không. Thì tao không biết. Nhưng người trong nghề ai cũng nói là hai người đó đã chia tay rồi. Còn tao thì tao hiểu. Ủa là sao vậy? Ủa ai giải thích cho tôi hiểu khúc này giùm tôi được không chứ? Tôi đang không hiểu. Ủa vậy là từ đó tới giờ tao là tiếp đầy hả? Không biết gì luôn. Xong rồi lúc đó tao cảm thấy rằng là
cuộc đời này tao không còn cái gì để bám víu vào nữa. Và tao quyết định là, ổng hay nói với tao á là dạo này thấy ít nổi tiếng quá, bla bla bla, tao là âm binh. Nên tao nghĩ là thôi tao làm một cái hành động cao thượng cuối cùng, là tao biết ổng là cái người rất là thích nổi tiếng, rất là thích lên báo. Cho nên tao mới ngồi cái ghế gì đó, một tiếng kể hết. Tao chấp nhận, tao nói tao là người thứ ba để tao nâng ổng lên. Rồi sau đó tao goodbye the earth luôn, tao goodbye the earth luôn. Mà bao nhiêu con người cản tao lại, giữ cái mạng này cho tao. Rồi kể từ đó tao gặp bao nhiêu người, tao cũng giống như là điền vào chỗ trống á. Giống như kiểu là khi gặp ông Cường, nói là có phải là từ đó tới giờ em luôn đi kiếm tình yêu, em không ở bên cạnh ai lâu dài vì em đang lấp đầy cái chỗ trống gọi là chấp vá đó. Đúng, tao chấp vá thiệt. Cho tới bây giờ tao không quên được những cái kỷ niệm đó, tao không quên được. Và ít nhiều gì tao nói tao xin lỗi, tao xin lỗi my husband của tao. Bị ít nhiều gì my husband của tao có chút xíu cái huông hơi giống nhẹ, nên là tao mới thích. Ngay từ đầu tao gặp ổng là tao mới thích. Tao xin lỗi my husband của tao. Thì tao vẫn nghĩ là ổng là người vẫn rất là tử tế với tao cho tới thời điểm bây giờ. Thì tao mới lật câu chuyện lại, tao mới biết, tao mới điều tra ra là những cái người mà chửi tao là toàn là nick ảo được seeding và báo chạy. Nếu như ngày hôm qua tao tặng quà mà ví dụ không muốn ồn ào thì không có chạy seeding, cũng không chạy báo chí truyền thông, bởi vì báo chí truyền thông không bao giờ viết bài khi nó không có tiền. Hiểu chứ? Mà tao là tao không cần cái hào quang showbiz rồi, thì tao cần gì tao ở lại cái showbiz, tao cần gì tao đeo bám để tao nổi tiếng. Hiểu chứ? Còn cái người nào cần hào quang showbiz thì người đó mới làm những cái điều dơ bẩn đằng sau. Kể từ lúc đó tao mới nhận ra, à vậy cuối cùng đó giờ là không phải là tình yêu, mà tao chỉ là một con cờ truyền thông. Mà tao cay nhất là dám lấy tình cảm của tao ra để biến tao thành con cờ truyền thông, rồi đạp tao xuống cuộc đời, đạp tao xuống, bao nhiêu người đạp tao xuống, cho tới bây giờ vẫn không tha cho tao. Vậy mà từ trước tới giờ, ngay cả những lúc tao bị chửi, bị làm con giáp thứ ba, bị chửi tiếp đây, tao vẫn ngậm đắng nuốt cay. Tao nghĩ rằng là ít nhiều gì cũng có tình cảm nên tao chấp nhận, tao chấp nhận luôn. Nhưng ngày hôm qua, ngày hôm nay tao mới hiểu ra được câu chuyện. Cuối cùng tao chỉ là một con cờ truyền thông thôi tụi bay. Tao không cần cái hào quang showbiz. Vậy tao vô tặng quà gì, mục đích gì? Tao thấy hai người dễ thương, tao không có tâm cơ. Tao không có tâm cơ, tao thấy dễ thương thì tao tặng, hiểu không? Còn những người có tâm cơ dịnh vô đó để viết báo, mà tụi bay thấy là những cái tiết bài là chủ yếu là hạ tao xuống để nâng họ lên. Tụi bay hiểu không? Là dịnh vào câu chuyện đó để tiếp tục đi lên và tiếp tục dìm tao xuống. Cho nên tao rất là cay. Thà là ngay từ đầu nói tao biết là tao là con cờ truyền thông thì tao không có điên. Còn đằng này dám dùng tình cảm của tao, lợi dụng cảm tình cảm của tao để đi cái nước cờ truyền thông đó, thì tao cảm thấy rất là mất dạy. Idol của tụi bay rất là mất dạy với tao. Nên đừng bao giờ mà tẩy trắng cái kiểu đó. Bây giờ khán giả không như ngày xưa, khán giả không như ngày xưa mà bị dắt mũi liên tục như vậy. Cuộc đời tao gần 8 năm trời tao phải chịu hàm oan tao là con twist đầy. Tao xin lỗi, tao nói nhanh quá tao chảy nước miếng. Cuộc đời tao gần 8 năm trời tao phải chịu mang tiếng là twist đầy, trong khi cuộc đời tao ghét nhất là làm twist đầy con giáp thứ 13. Tụi bay hiểu không? Cho nên đó là cái tao cảm thấy tao đánh mất đi chính mình. Và kể từ lúc đó là sức khỏe, tinh thần, mọi thứ tao nó tuột dốc không phanh. Và kể thì từ khi tao gặp ông Cường, ông yêu thương tao, ông bảo vệ tao, thì tao mới cảm thấy tao được yêu. Tao được yêu nên tao mới tiếp tục cố gắng, tao phấn đấu để tao đi lên. Và tao không nhịn nữa, vì tao nghĩ là nếu như người ta còn tình cảm, có tình cảm với tao thì tao không có kể cái câu chuyện này ra. Nhưng ngày hôm nay tao đã biết tao chính là công cụ để họ đạp tao mà đứng một cái vị trí ngon lành như bây giờ. Vậy là những cái năm qua là chửi tao, hành hạ tao, bao nhiêu năm trời tao bị hành hạ, tao bị hành hạ cảm xúc như vậy. Tao cứ nghĩ là tao có lỗi với bà kia nên tao mới tặng quà.